tán 20.000 dân khỏi các khu vực ven biển phía tây nước này hai ngày trước khi cơn bão mạnh Pipajoy đổ bộ. Dự báo là cơn bão có thể có sức gió tối đa ở mức là 125-135 km/h, giật 150 km/h, đổ bộ vào bang Gujarat. Hiện các hoạt động bắt cá trong khu vực đã bị đình chỉ cho tới hết thứ sáu. Các trường học cũng đã đóng cửa, các cơ sở khai thác dầu ngoài khơi, các cảng lớn trong nước cũng phải tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó thì chính quyền bang Gujarat đã điều động lực lượng ứng phó thảm họa để thực hiện công tác cứu hạn cứu hộ. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có tên lửa cho hệ thống phòng không, đạn dược và phương tiện quân sự. Đây là gói viện trợ thứ 40 của Washington dành cho Kiev bằng cách sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống cho phép chính phủ Mỹ chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong các trường hợp khẩn cấp. Ukraine sẽ nhận được thêm tên lửa cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAM, đạn dược cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao, đạn pháo 155mm, hệ thống phòng không Stinger và vũ khí chống tăng. Ngoài ra thì gói viện trợ này còn bao gồm xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, thiết bị liên lạc an toàn và hơn 22 triệu viên đạn dành cho vũ khí hạng nhẹ. Trong khi đó thì đồng rúp của Nga đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua so với đồng đô la Mỹ do giá dầu giảm và nguồn thu ngoại tệ thì hạn chế. Cụ thể là hôm qua, 1 đô la Mỹ đổi được 83,6 rúp, tức là đồng rúp đã mất giá 1,2% và ở mức yếu nhất kể từ đầu tháng 4 năm ngoái tới nay. Đồng rúp cũng mất giá 1,5% so với euro. Giá đồng rúp cho thấy thị trường phản ứng hạn chế với quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nga ở mức 7,5% hôm 8 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nga cũng tỏ dấu hiệu là nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Cảnh sát Anh hôm qua đã tiến hành bắt giữ nghi phạm liên quan tới cái chết của 3 người ở thành phố Nottingham, miền trung nước này. Cảnh sát đã phát hiện hai người tử vong trên một con đường ở trung tâm thành phố vào khoảng sau 4 giờ sáng qua giờ địa phương. Trước đó họ cũng nhận được báo cáo về một chiếc xe van có cố cán qua 3 người. Cảnh sát cũng tìm thấy một thi thể khác trên một tuyến đường ngay ngoài trung tâm thành phố. Lực lượng chức năng đã lập tức bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi bị tình nghi có liên quan. Cảnh sát cho biết 3 vụ việc này được xác định là có liên quan tới nhau và nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào chiều qua đã tiếp nhận 6 nạn nhân người Việt Nam. Đây là những người bị mua bán qua biên giới và bị ép buộc đòi tiền chuộc. 6 nạn nhân đã bị lừa sang Lào làm việc với mức lương được cho là hấp dẫn. Công việc thì đơn giản là gọi điện thoại tư vấn khách hàng. Tuy nhiên thực tế khi sang tới nơi thì lại là hoàn toàn khác với những gì ban đầu mà môi giới hứa hẹn. Thực chất công việc là gọi điện để lừa đảo qua mạng. Nếu như không lừa đảo đủ chỉ tiêu thì sẽ bị đánh đập, trừ lương hoặc bị bán lại cho người khác. 6 nạn nhân này đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Bộ An ninh Lào giải cứu. Qua cái vụ việc này thì cũng khuyến cáo khi mà con em muốn đi lao động thì phải nắm được các cái công ty cần lao động nó phải rõ nguồn gốc, thế và đảm bảo được cái độ an toàn đấy, không nên là nghe theo các cái lời rủ rỗ đấy, về mức lương cao, việc làm nhàn đấy, để mà cho con em đi lao động mà không rõ nguồn gốc. Cảnh sát biển vừa phát hiện tàu chở 45.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc. Cụ thể là trong hôm qua, lực lượng trực thuộc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã dẫn giải một tàu cá của tỉnh Kiên Giang về thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tàu cá này bị phát hiện và kiểm tra vào trưa ngày 10 tháng 6 vừa qua ở khu vực biển cách Đông Nam bãi Quế Đường khoảng 50 hải lý. Thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ 45.000 lít dầu đeo trên thuyền. Chương trình tọa đàm kết nối đầu tư và khảo sát thực tế tại tỉnh Bắc Ninh đã được tổ chức vào chiều qua. Chương trình do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Chương trình nhằm kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tỉnh Bắc Ninh. Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, khuyến nghị nhiều giải pháp để Bắc Ninh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và nghiên cứu thiết kế R&D hàng đầu trong khu vực, tập trung vào các chủ đề như là tăng tốc chuyển đổi hướng tới phát triển nền sản xuất thông minh và bền vững, gia tăng hiệu quả sản xuất tại các nhà máy, khu công nghiệp với các công nghệ làm mát và lọc không khí chất lượng cao, phát triển các ngành vi mạch điện tử,
công nghiệp bán dẫn. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì đang trong đợt giảm mưa, vậy thì trong ngày trời có nắng lắm không ạ chị Liên? Vâng, giảm mưa nên là thời gian nắng trong ngày cũng sẽ kéo dài hơn. Thay vì nắng buổi sáng thì nay có thể nắng đến 4-5 giờ chiều, nhiệt độ cũng tăng cao. Nhiều nơi ở miền Đông như là Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sẽ có nắng nóng 35-36 độ. Ngay cả Cao Lãnh, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Ba Chi thì cũng nắng nóng 35 độ. Các nơi khác phổ biến 33-34 độ. Ở Tây Nguyên thì cũng nắng nhiều giờ liên tục, nhưng nhờ địa hình cao nên nhiệt độ ở mức vừa phải. Cao nhất hôm nay tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay là Gia Nghĩa khoảng 28-30 độ, trời mát. Riêng Đà Lạt là 24 độ. Miền Trung thời tiết hôm nay ít thay đổi, nhiều nơi vẫn xảy ra nắng nóng. Từ thành phố Vinh, Hà Tĩnh, Đông Hà, Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, trưa chiều nay đều đạt 35-37 độ. Các thành phố khác là 33-34 độ. Ở miền Bắc, thời tiết trong ngày sẽ đan xen giữa nắng và mưa. Vì vậy không khí buổi trưa sẽ hơi oi bức, nhất là những nơi có mức nhiệt cao 33-34 độ như là Hòa Bình, Điện Biên Phủ, Việt Trì, Hà Nội, Ninh Bình. Các nơi khác thì nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Và cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi. Biên tập viên Hương Liên và biên tập viên Quốc Anh sẽ còn gặp lại quý vị ở phần tin tức lúc 6 giờ. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với những nội dung đáng chú ý như sau. Thức giấc sáng nay mời quý vị tới huyện Quảng Trạch của tỉnh Quảng Bình. Nơi đây thì khí hậu nắng nóng, lại toàn đất cát nên là việc trồng trọt chăn nuôi của bà con rất khó khăn. Thế nhưng vẫn có những mô hình hay để phát triển kinh tế giúp cho bà con thoát nghèo, và một trong số đó là nuôi đà điểu. Phóng viên Lê Hương sẽ đồng hành với quý vị sáng nay ạ. Chào buổi sáng chị Lê Hương. Việt Nam. Cùng phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tìm hiểu về mô hình ngư nghiệp trên sa mạc tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để giải quyết nỗi lo về an ninh.